thị liên kết là một cái hình thức á, mà cái người những người tham gia cộng tác bán hàng á, không cần nhập cái sản phẩm, không cần mua trước sản phẩm. Giống như trước đây á, mình trở thành đại lý hay cộng tác viên, ít nhất mình cộng tác viên thì mình cũng phải đi mua sản phẩm của cái đơn vị đấy đó, mình mua trước rồi sau đó mình bán hàng, rồi mình còn đi giao hàng nữa, đúng không? Mình đi giao nữa. Còn hình thức tiếp thị liên kết á, nó đơn giản hơn, chúng ta không có cần nhập sản phẩm luôn, cũng không cần giao hàng luôn, đúng không? Mà nó theo cái này nè, mình bán hàng á thì mình sẽ chia sẻ cái đường link bán hàng. Cái đường link á, thì đơn giản là ở trên khi mà triển khai một cái hệ thống tiếp thị liên kết nào á, thì nó sẽ tạo cho mình một cái tài khoản, nó tạo tài khoản và nó tạo cho mình cái mã số ID, cái mã số đặc biệt, để chỉ cần khi mình gắn cái mã số đặc biệt của mình vào cái đường link chính của sản phẩm thì nó thành cái link riêng của mình. Chúng ta chia sẻ cái đường link sản phẩm đấy cho những người khách hàng, những người quan tâm mua hàng. À, thì ở đây tức là người ta click vào cái đường link của mình và người ta đặt hàng. Tất cả các hệ thống tiếp thị liên kết thì nó đều có cho một cái thời gian ở đây, đó chính là 30 ngày. Tức là khi mà chúng ta chia sẻ một cái đường link, cái người khách hàng click vô rồi, họ chưa có mua, nó chưa mua, nhưng mà ở trên cái hệ thống, cái trang web của cái người mà máy tính của cái người click vào á, cái người khách hàng click vào á, thì nó lưu cái cát rồi, nó lưu cái lịch sử là mình chia sẻ đường link và nó lưu vào cái trình duyệt web đó rồi. Và hôm sau cái người đó họ vào cái đường link chung của đường link chung của sản phẩm mà không có gắn ID của mình, mà nó nằm trong khoảng thời gian là 30 ngày thì vẫn cái hệ thống nó vẫn tính cho cái người cộng tác viên giới thiệu. Thì ở đây là cái người khách hàng khi người ta click vào, người ta điền cái thông tin để mua hàng, thì trên hệ thống tiếp thị liên kết ở bên trong nó ghi nhận là đây là cái người khách hàng này mua từ link của cộng tác viên nào. Rồi, ở đây thì khi mà khách hàng mua xong á, thì công ty triển khai tiếp thị liên kết á, người ta sẽ tiến hành các cái bước giống như là xác nhận đơn hàng hay giao hàng gì đấy, nó đầy đủ ở đây, và xác nhận là thanh toán. Thì khi đó thì hoa hồng á, của cộng tác viên được ghi nhận và thanh toán về cho cái người bán, người cộng tác viên. Thì với cái hình thức này á, thì chúng ta ít rủi ro, đúng không? Tại vì mình có nhập hàng đâu, mình không nhập hàng, mình cũng không đi giao hàng, đúng không? Chúng ta không nhập hàng thì không có lo cái việc là chúng ta mất vốn, không lo cái việc là trữ hàng đầy vậy đấy. Giống như các cái hình thức gọi là làm gì, làm mỹ phẩm gì đó, mà chúng ta mà ôm mà càng nhiều vô rồi để rồi sau đó thì chúng ta bán thì chúng ta mới được lãi đó, thì chúng ta ôm hàng đó nhiều khi bán không được, xong mình chỉ mình sử dụng luôn sử dụng 1-2 năm gì đấy. Thì nên là cái hình thức tiếp thị liên kết thì nó không có rủi ro nhiều. Rủi ro ở đây là nếu mà chúng ta không làm được kết quả thì chúng ta có cái bài học thôi, chúng ta mất cái thời gian cho nó thôi, đúng không? Một cái điều thú vị của tiếp thị liên kết đó chính là cái chỗ nội dung số 4 á, là chúng ta có thể tham gia với rất nhiều các đơn vị khác nhau. Cái này hay nè. Tức là nếu mà chúng ta bỏ cái thời gian ra chúng ta học nha. Chúng ta học cái kỹ năng về cái tiếp thị liên kết, chúng ta học cái cách bán ở trên online, chúng ta có thể là tạo ra cái nhóm khách hàng mình phục vụ, thì sau đó sao ạ? Một cái nhóm khách hàng mình phục vụ họ có rất là nhiều cái nhu cầu liên quan. Thế là sao? Ví dụ như thế này, mình tham gia tiếp thị liên kết với thầy Trong, các dòng sản phẩm giáo dục gia đình, đúng không? Thì cái đó là giải quyết cái vấn đề gì? Nuôi dạy con. Rồi bây giờ chúng ta tìm kiếm một cái dòng sản phẩm làm đẹp được không? Các mẹ cũng mong muốn làm đẹp vậy, đúng không? Chúng ta tham gia tiếp thị liên kết cái dòng sản phẩm làm đẹp. Chúng ta liên kết với cái dòng sản phẩm sức khỏe được không? Được luôn. Chị em phụ nữ ai không cần sức khỏe, đúng không? Cần luôn. Đó. Như vậy thì cái lợi của nó ở chỗ số 4 á, ít rủi ro thì nó chẳng quan trọng gì, mà cái lợi nhất đó chính là khi mà chúng ta phục vụ được cái nhóm khách hàng đó thì chúng ta lợi ở cái chỗ số 4, đó là mình có thể làm với rất nhiều đơn vị khác nhau. Mà chả có ai nói là ơi sao ông chỉ làm được với tôi thôi, không làm với đơn vị khác. Tại tiếp thị liên kết là nó không có yêu cầu mình cái gì hết á. Có những cái công ty nó như tối thiểu là nó yêu cầu mình á, muốn tham gia với tôi thì phải mua một cái bộ sản phẩm. Thì có những cái nơi nó yêu cầu như vậy thôi.
còn lại mình nó chẳng có yêu cầu mình, là nó không có nói là nếu mà ông mà chơi với ông Trong rồi ông đừng có chơi với tôi, nó không có phải vậy, đúng không ạ? Trên trên online nó rất là dễ dàng. Thế cho nên là chúng ta học được cái kỹ năng, học được cái kiến thức, chúng ta học được mà để chúng ta sử dụng những cái công cụ khác nhau để chúng ta làm cái việc tiếp thị liên kết, thì chúng ta có thể làm rất nhiều các đơn vị khác nhau. Rồi, mọi người thấy chỗ này có thú vị không ạ? Ai thấy chỗ này rất là thú vị chúng ta gọi cho Y đi ạ. Và bây giờ thì trong tiết lộ là rất nhiều các trang web ở trên online. Bây giờ mà ai mà không đưa doanh nghiệp của mình lên online là nó lạc hậu khủng khiếp. Đúng không? Cách đây như 15 năm rồi, Bill Gates bảo là nếu mà không đưa doanh nghiệp lên Internet là coi như là khó mà sống, khó mà tồn tại. Đúng không? Còn bây giờ mà nếu mà chúng ta không đưa doanh nghiệp của mình lên Internet là coi như là lạc hậu. Và nếu mà không đưa doanh nghiệp lên Internet thì cái thời điểm dịch Covid này chắc cũng chết rồi. Nằm trong cái top mà gọi là bao nhiêu phần trăm doanh nghiệp phá sản rồi, chứ không sống được đâu. Đúng không? Tại vì mấy tháng nay có on, có offline đâu, chỉ có online thôi. Đúng không ạ? Và rất là nhiều cái trang ở trên trên web á, trang bán hàng online là tiếp thị liên kết hết. Thế là rất là thú vị, chúng ta chỉ cần học tốt, hiểu, chăm sóc cái nhóm khách hàng đấy và lựa chọn những dòng sản phẩm khác nhau để giải quyết những vấn đề khác nhau của nhóm khách hàng đấy, thì chúng ta có tăng được thu nhập, đúng không ạ? Mình chỉ phục vụ đúng một cái nhóm khách hàng thôi, cái công sức của mình tạo lập cái mối quan hệ, tạo lập cái niềm tin có một nhóm khách hàng đó thôi. Còn cái điểm sai lầm mà chúng ta hay làm gì nè, là chúng ta đi tìm kiếm những dòng sản phẩm khác nhau mà không phục vụ cho một nhóm khách hàng, đó là một sai lầm. Rồi mọi người nhớ đây nha, mặc dù có rất nhiều các đơn vị mà triển khai tiếp thị liên kết, nhưng nếu chúng ta cũng hình thức tiếp thị liên kết mà chúng ta không, cái sản phẩm dịch vụ đó đó không phục vụ cho cái nhóm khách hàng ban đầu của mình tạo lập ra, thì chúng ta sẽ rất là cực công để mà tạo lập lại cái danh sách khách hàng. Mọi người hiểu chỗ này không ạ? Nếu bây giờ ví dụ như thế này, chúng ta đang phục vụ cho cái nhóm là nhóm các bà mẹ, đúng không ạ? Mình chỉ cần mình chuyển đổi một cái dòng sản phẩm cũng làm tiếp thị liên kết mà phục vụ qua cho các ông nam là coi như là khác liền nha. Tại vì mỗi một cái đối tượng khách hàng, cái nhóm khách hàng họ có những cái vấn đề khác nhau, họ có những cái tâm lý khác nhau, có những cái quyết định mua hàng khác nhau, nó có khác nhau hết. Và đi tìm kiếm cái nhóm đó là phải làm lại cái đoạn nó rất là dài, tại vì nó có một cái khoảng để người ta quyết định mua hàng, đúng không? Nên là chúng ta xây lại cái đoạn đó rất là cực. Nên là nhiều người á, mình thấy họ làm rất là nhiều cái dòng sản phẩm, nhưng mà cái dòng sản phẩm phục vụ có đúng nhóm khách hàng à, thấy họ làm dễ lắm. Còn mà nếu mà mình thấy mà họ bán quá nhiều dòng sản phẩm, mà dòng sản phẩm mỗi một dòng ta phục vụ cho một nhóm khác nhau là coi như họ có vấn đề nha. Rồi thì cũng đây là một cái điểm chú ý, tại vì trong quan sát cũng thấy nhiều người cũng làm nhiều cái dòng sản phẩm mà khách hàng nó không ăn nhập vì nhau hết trơn á. Thì mình làm rất là cực nha. Mình làm rất là cực. Còn nếu mà chúng ta xây dựng được một cái danh sách khách hàng, chúng ta phục vụ các bà mẹ, thì thế chúng ta đi tìm kiếm những cái nhóm sản phẩm, cái sản phẩm dịch vụ gì đấy mà phục vụ cái nhóm đó liên tục là chúng ta thắng. Vậy chúng ta càng làm lâu dài thì chúng ta có một cái nhóm nó dài hơn, cái nhóm khách hàng nó lớn hơn, chúng ta có cái niềm tin nó nhiều hơn, thì thế là rất là dễ. Thì đó nhắc thêm, mặc dù nó dễ làm đấy, nhưng mà chúng ta mà quyết định sai lầm cái thì chúng ta phải xây dựng cái danh sách đó, nó cực lắm.